Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật mới và hệ thống này dự kiến sẽ được lắp đặt tại các đơn vị tên lửa thuộc quân đội Triều Tiên. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng với hoạt động sản xuất hệ thống tên lửa trong nửa đầu năm nay. Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng là phải thực hiện kế hoạch sản xuất quân sự trong năm, bởi nó sẽ mang lại bước đột phá về khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội Triều Tiên. Chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông có chuyến thăm tới các nhà máy sản xuất vũ khí lớn, sản xuất súng bắn tỉa và xe chở bệ phóng tên lửa, đồng thời kêu gọi nỗ lực cải thiện năng lực pháo binh của quân đội. Bán đảo Triều Tiên đã leo thang căng thẳng trong những tháng gần đây sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa và vũ khí. Triều Tiên tuyên bố mục đích của động thái này nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng tác chiến của lực lượng hạt nhân trước hành vi thù địch ngày càng gia tăng từ Mỹ.